tỉnh chính là nước pH của nó. Bây giờ muốn cái gì mà nó thì nó sẽ được cái gì là nó sẽ tạo dẫn và nó sẽ nhớ được. Đầu tiên đấy, cái bước đầu tiên này là tạo cái răng. Anh chị nhớ xem cái này là nước gì ạ? Dùng để uống phần đầu tiên, làm quen máy. Đó. Phần thứ hai là anh chị nhớ xem nước chín không? Đó. Phần thứ ba ấy, là uống cho em nước chín không đến năm. Đó. Và từ phần thứ ba đi ấy, là uống trên cái chén của mày. Đó, làm quen máy rồi. Thứ này á, khi uống xong phần thứ ba ấy, thì cái này uống xong uống hoặc ăn. Uống tối trước và sau ăn 3 phút. Vâng, đấy các uống ấy. Còn nếu mà trong bữa ăn mà khác thì uống không. Cái này thì để uống thuốc pha sữa. Đấy. Còn uống thuốc răng ấy, là anh chị vẫn dùng một tí để uống thuốc răng. Và trẻ em ấy, dưới 12 tuổi thì anh chị cho em uống này nha. Vậy không? Dưới